chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Đảng lấy ý kiến dân về cho học tổ. Hôm 20 tháng 10 năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố các văn bản là dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng này dự kiến họp vào đầu năm sau để xin ý kiến nhân dân. Bốn dự thảo được đưa ra lấy ý kiến theo báo mạng Việt Nam Express cùng báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố sẽ lấy ý kiến đóng góp chỉ trong thời gian 3 tuần từ 20 tháng 10 cho đến mùng 10 tháng 11. Đây là thời gian lấy ý kiến rất ngắn so với các kỳ đại hội trước đây. Báo cáo cũng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo cũng tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12. Hôm thứ Ba, một nhà quan sát từ Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Mai là nhà nghiên cứu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt, cựu vụ trưởng thuộc Ban Dân vận Trung ương, đã bình luận với đài tiếng nói BBC tại London về động thái này. Ông nói, việc công bố hiện nay là theo lời hứa của Bộ Chính trị và ông Tổng Bí thư trước đó nói là phải công bố và lấy ý kiến. Nhưng chúng tôi cho rằng, thứ nhất là chậm, thứ hai là hình thức. Khi Đại hội 13 đã sát nút rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Và thứ ba là chúng tôi hoài nghi về năng lực tiếp thu ý kiến nhân dân của Đảng cầm quyền và ban lãnh đạo, bởi vì phải có trí tuệ mới, đạo đức mới, tình cảm mới và có nhãn quan mới thì mới có thể tiếp thu được ý kiến của nhân dân. Còn như nhân cách hiện nay, tình hình trong ban lãnh đạo đảng thì chúng tôi không tin là họ có thể nhận thức được vấn đề. Cho nên, động thái này theo tôi ngoài chuyện nhậm chức ra thì nó chỉ là hình thức và một thứ dân chủ giả hiệu mà thôi và không thực sự đáng quan tâm với người dân. Nếu không có đổi mới thực sự về bản chất, nội dung và cách làm của đảng cầm quyền. Ông nói tiếp, vẫn là lối mòn và chưa dám nói sự thật. Đây là hình ảnh pano cổ động tại Đại hội Đảng lần thứ 13 thắp sáng niềm tin ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi mà nước đã dâng kinh hoàng suốt đêm và người dân kêu cứu trong tuyệt vọng vào hôm 18 tháng 10, không có lời đáp. Một gia đình treo quan tài hơn một tuần không thể đem chôn khi nước lũ quá lớn. Khi được hỏi là có gì đáng lưu ý, chẳng hạn như tính mới trong nội dung của các văn kiện, đặc biệt về các đường lối liên quan tới lãnh đạo, tới sự phát triển của đất nước và cả vấn đề về nhân sự. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nói tiếp như sau. Có thể thấy qua những văn bản gần nhất cho tới hiện nay thì tôi thấy nội dung về bản chất vẫn không có gì mới. Về cơ bản vẫn như cũ, từ nhận định tình hình thế giới cũng như không có gì mới, vẫn chung chung, lối mòn. Thứ hai là nói về thành tựu thì nói rất nhiều, nhưng những gì sai lầm thì hời hợt, chưa dám tự chỉ ra, không dám đi vào thực chất, mà chỉ nói khái quát. Còn những cái cụ thể, thiết thực và bản thân yếu kém của đảng hiện nay thì không dám nói rõ. Và những người chấp bút chỉ bổ sung một vài thứ để cố tỏ ra là đổi mới. Những đổi mới thật sự dứt khoát, lớn và có ý nghĩa thì thiếu vắng. Cho rằng việc hoạch định đường lối và cải cách có quan hệ với vấn đề nhân sự và làm nhân sự của đảng cầm quyền, ông Nguyễn Khắc Mai đã bình luận tiếp như sau. Thực ra, họ vẫn theo một quan niệm rất cũ, đưa ra những tiêu chuẩn hết sức đại khái như yêu nước, có tầm nhìn, lòng trung thành, vân vân. Nhưng trong thời đại này, sự thể hiện của tất cả những cái ấy là gì thì chưa rõ ràng. Và yêu nước có dám đi với dân tộc hay không, có đặt lợi ích của đảng lên trên hết hay không, hay trung thành thì có đặt trung thành với dân tộc, nhân dân lên trước lợi ích của đảng hay không. Đây là hình ảnh các đại biểu Quốc hội trong phút mặc niệm tưởng nhớ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man sáng ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội. Giáo sư Mạc Văn Trang đã lên tiếng viết như sau. Hơn 100 đồng bào và chiến sĩ tử nạn trong lũ lụt ở miền Trung, Quốc hội Việt Nam nên tổ chức quốc tang, nếu không cũng cần mặc niệm tất cả đồng bào tử nạn, chứ sao chỉ dành cho một đại biểu Quốc hội, các chiến sĩ mà thôi. Quốc hội của toàn dân cơ mà. Có tầm nhìn, có dám thoát ra khỏi tư duy, lệ thuộc vào một cường quốc nào đó, thoát hẳn ra khỏi vòng ảnh hưởng đó để đồng hành cùng với nhân dân, dân tộc đưa quốc gia trở nên độc lập hơn hay không. Và có tầm nhìn thì có dám đề cao chiến lược để
để gần gũi hơn với thế giới hiện đại và những khuynh hướng tiến bộ văn minh hay không, mà nói thẳng ra là sự học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm của các khối, các quốc gia phát triển hơn, văn minh tốt hơn như phương Tây chẳng hạn. Và cụ thể hơn, có dám dân chủ hóa đất nước và xã hội hiện nay hay không? Thì tất cả những vấn đề trên đặt ra tiêu chí để lựa chọn con người, và khi không trả lời những vấn đề này thì khó có thể tìm ra được những giải pháp, đáp án cho đường lối và cũng là cơ sở để tìm ra con người. Sau những câu hỏi được đặt ra về mặt đường lối kể trên, nhà nghiên cứu, nguyên là vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bình luận về nhân sự của Đảng cầm quyền trước Đại hội 13 như sau. Bây giờ tôi không thấy bất cứ ai, kể cả ông Nguyễn Văn Nên, tân bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành ủy Hà Nội trong các hội nghị mới đây. Nhân đây, tôi cũng muốn đưa ra quan sát của mình về chính người lãnh đạo của Đảng này. Tôi cho rằng ông tổng bí thư về thực chất so với kỳ vọng trông đợi của người dân, thậm chí cán bộ đảng viên, nếu nhìn sâu vào bản chất vẫn chưa đạt yêu cầu và nhiều công việc ông làm vẫn có thể coi là nửa vời. Đây là hình ảnh xẻ núi xây chùa ở Lũng Cú, Hà Giang. Tôi nói câu chuyện về chống tham nhũng được làm ồn ào nhưng thực chất thì nó là nửa vời. Người ta bắt bớ một số người để tạo tiếng vang nhưng thực chất cũng không nên hồn vì số bị xử lý quá ít ỏi và xử lý không đầy đủ, rốt ráo, công bằng và cân xứng. Nhưng vấn đề đáng nói hơn là sự ồn ào đó, theo quan điểm của chúng tôi, là ông và đồng sự đang xây dựng một đảng cầm quyền có khuynh hướng độc tài, toàn quyền, chuyên quyền, tùy tiện, lấn át công việc của chính quyền. Đảng đứng trên cả pháp luật, đảng lấn át mọi hệ thống của nhà nước, gồm có quốc hội, chính phủ, vân vân. Điều này để lại một hệ lụy không đúng đắn và rất khó sửa chữa sau này. Thứ ba là những vấn đề dân coi là tây đình, thể hiện sự lãnh đạo của ông Tổng Bí Thư trong giai đoạn này, đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp, đã thể hiện một đường lối và thái độ rất yếu kém và có thể hiện rất rõ qua những vụ xử gần đây dưới nhiệm kỳ của ông Trọng. Trong đó có những vụ xét xử tái thẩm như tử tù Hồ Duy Hải cũng như vụ xử ở Đồng Tâm mới đây. Và bản án Đồng Tâm như nhiều người, dân và trí thức, nhân sĩ nhìn nhận, đó không còn là một bản án hình sự hay là dân sự, đó là bản án của chế độ và hãy nhìn phản ứng quan ngại của quốc tế để thấy rõ hơn. Và câu hỏi được đặt ra, điều gì muốn nói trước đại hội đây? Đây là hình ảnh biếm họa về cứu trợ lũ lụt miền Trung. Hình vẽ bên trái là ca sĩ Thủy Tiên với người dân đã quyên góp hơn 100 tỷ đồng. Bên phải là thuyền chở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Hội Phụ nữ với lời đề nghị: Thủy Tiên hợp tác nhá, bọn anh có đủ cả, chỉ thiếu uy tín thôi. Khi được hỏi liệu có điều gì muốn nói với Đảng cũng như với chính quyền và người dân Việt Nam hay không trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Khắc Mai nói tiếp như sau: Tôi nghĩ rằng vận nước đã đến. Nhưng vấn đề không phải là Đảng Cộng sản cầm quyền có thể có khả năng giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay cho dân Việt Nam như tôi đã nhấn mạnh. Mà thứ nhất là giải chung, thoát chung, tức là thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc được hay không. Hai là có dám quan hệ ngang ngửa với các quốc gia tiến bộ phương Tây như Âu và Mỹ hay không. Và muốn như thế, một lần nữa, tôi cần nhấn mạnh là phải dân chủ hóa để nâng cao sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam. Những vấn đề lớn như thế là phải được giải đáp chứ không chỉ là thay nhân sự một cách hết sức vụn vặt, sửa chữa vài chỗ không cơ bản trong kế hoạch, đề án, đường lối hay có gọi là báo cáo chính trị. Thế thì từ đó chọn người mới chọn ra được những người có tầm chiến lược và như vậy có tầm nhìn để trong vài ba chục năm tới đây có thể xoay chuyển đổi được tình hình. Nếu không, như mấy đại hội gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đi vào ngõ cụt và dẫm chân tại chỗ, tức là có chuyển động bề ngoài đấy nhưng mà không hề có vận động, chuyển đổi thực chất. Và đấy là cái mà Đảng không nên tự hào hay không nên tự vỗ ngực, tự khen ngợi gì mà nên xem lại. Còn với dân thì tôi nghĩ nhiều người dân nhìn vào đó và thấy đó là đáng lo, đáng buồn. Nhưng còn bây giờ thì dựa vào cái gì để đất nước, dân tộc, nhân dân đổi mới thì tôi nghĩ là dựa vào sự thức tỉnh của đồng bào, của giới trẻ và trí thức. Đây là hình ảnh Quảng Bình khắp nơi nước ngập nhưng chỉ tượng đài trăm tỷ vẫn khô ráo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thu tiền ủng hộ chống dịch viêm phổi Vũ Hán được 800 tỷ đồng, nhưng không ai biết chi cho việc gì, giúp đỡ những ai. Nay, Thủ tướng thấy ca sĩ Thủy Tiên nhận được hơn 100 tỷ đồng ủng hộ lũ lụt thì ra lệnh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải giám sát kỹ hoạt động từ thiện theo một nghị định lạc hậu từ năm 2008. Nhà bình luận này nói tiếp, hiện nay
trong lòng dân tộc Việt Nam có những xung lực nào thúc đẩy nhanh của những con người mới, của những nhân cách mới trong dân tộc và thậm chí trong 4 triệu đảng viên? Liệu có một số người nào đó bỏ lốt cũ, thay đổi nhân cách để đi vào với dân tộc, đi với thời đại hay không? Thì đấy mới là những vấn đề lớn và đáng phải đặt ra. Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói với đài BBC hôm thứ Ba như vậy. Và thời hạn góp ý chỉ trong vài tuần trở lại, việc Đảng Cộng sản Việt Nam lấy ý kiến của dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 vào hôm 20 tháng 10. Trang mạng của Đại hội Đảng 13 trong một bài viết công bố các dự thảo này cho hay thêm về động thái như sau. Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo văn kiện chỉnh đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Và thông qua việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện chỉnh đại hội lần thứ 13, góp phần tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vẫn theo trang mạng này, theo hướng dẫn vào ngày 10 tháng 9 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và dự thảo văn kiện chỉnh đại hội 13 của Đảng cầm quyền được tiến hành từ ngày 20 tháng 10 đến hết 10 tháng 11 năm 2020. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 Đảng lấy ý kiến nhân dân về cho học tổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de